Xin kính chào bà con và quý khán giả đang đến với chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam của Đài Phát Thanh Truyền Đồng Nai. Chúng ta đang sống trong những ngày đón chào xuân mới Quý Tỵ 2013. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc bà con và quý khán giả thật nhiều sức khỏe và thành công trong năm mới Quý Tỵ 2013. Thưa bà con và quý khán giả, trong 12 con giáp thì năm Tỵ là cầm tinh con rắn. Do vậy mà chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam hôm nay chúng tôi xin đề cập một số thông tin đến con rắn. Nhiều thông tin mà chắc có lẽ bà con và quý khán giả chưa biết xung quanh cái con vật này. Tuy là chúng ta tưởng nó là một cái động vật hoang dã và có nọc độc, nó sẽ gây hại cho con người. Tuy nhiên tìm hiểu kỹ thì những thành phần bộ phận của cái con rắn này nó cũng hữu ích đối với chúng ta, đặc biệt là trong đông y. Và đối với cánh mày râu thì hay có một cái vị thuốc ngâm với rắn mà các ông hay gọi là rượu rắn. Vậy thì rượu rắn này nó có tốt cho sức khỏe hay không? Và nếu như ngâm thì chúng ta phải ngâm như thế nào? Và chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời Lương Y Hoàng Duy Tân, một vị thầy thuốc rất là quen thuộc của chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam, đến với chương trình đầu xuân của chúng ta hôm nay. Xin chào Lương Y Hoàng Duy Tân ạ. Vâng, xin chào bà con. Chúng tôi sẽ lần lượt tìm hiểu về cái bình rượu rắn này. Trước hết là chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao lại phải ngâm rượu. Thì đối với lại y học hiện đại cũng như y học cổ truyền thì về góc độ của y học cổ truyền thì người ta thấy rượu thì nó thông kinh mạch. Còn đối với y học hiện đại thì rượu nó là một cái chất xúc tác để nó có thể làm cho những cái chất dung môi ngâm ở trong đó nó được tan ra hết. Mà nếu mà chúng ta nhiều khi ngâm vào nước thì nó lại không tan được, nhưng mà ngâm vào rượu thì nó lại tan được. Thí dụ như chúng ta thấy chẳng hạn ngay cái nọc độc của rắn. Nếu mà để bình thường thì có thể nó nguy hiểm, nhưng mà các nhà hóa học giải thích rằng khi mà ngâm vào trong rượu thì nó sẽ trung hòa cái nọc độc đó, cho nên ngâm rượu cũng là một cách hình thức để chúng ta có thể giảm bớt cái độc tố của cái nọc đó đi. Ngoài ra đó, rượu nó còn có tính cách sát trùng nữa. Do đó thí dụ như về con rắn vào đó thì chúng ta thấy các cái thứ rượu mà ngâm được để được lâu mà nó không bị hư, còn các cái trường hợp khác thì nó sẽ bị hư. Thế thì bây giờ đến yếu tố thứ hai là chúng ta thì nên ngâm vào thời điểm nào. Thì người ta thấy tốt nhất là từ tháng 9, tháng 10. Cái lúc đó là con rắn nó béo nhất. Cái yếu tố là yếu tố thuận lợi tự nhiên. Yếu tố thứ hai nữa thì chúng ta thấy cái tháng 9, tháng 10 là cái vào cái thời điểm cuối năm và mùa thu. Thì lúc đó là cái lúc mà các vị trung niên cũng cảm thấy cái xương khớp của mình nó cũng có vấn đề. Thế thì người ta gọi là trời sinh voi, trời sinh cọ, nó cùng phù hợp với cái thời điểm đó. Là cái thời điểm về cuối thu này thì quý vị đau chân, đau nhức nhiều. Và cái thời điểm này chúng ta ngâm rắn lại là tốt nhất, cho nên trời sinh trời dưỡng ở chỗ này. Rồi bây giờ đến yếu tố thứ ba là nên ngâm loại rắn nào. Thì có người ta nói rằng rắn càng độc là càng tốt. Mà cũng có người thì bảo rắn không nên độc quá. Nghĩa là rắn có độc vừa vừa thôi. Rồi đây yếu tố thứ ba là chúng ta nên ngâm bao nhiêu rắn. Chúng ta thấy ở trong các bình rắn á, mà trừ một con này không nói chi, rồi chúng ta có ba con thì gọi là tam xà, năm con là ngũ xà. Thế thì tại sao chúng ta ngâm ba con? Thì người ta lấy yếu tố như thế này. Con số 3 đối với cơ thể con người ta nó sẽ tượng trưng cho ở trên này là thượng tiêu, ở giữa này là trung tiêu, ở dưới này là hạ tiêu. Có nghĩa là khi uống vào nó sẽ chạy hết từ trên xuống dưới. Cái con số 3 đó nó sẽ ứng với lại thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu. Còn có người thì giải thích là ứng với thiên, nhân và địa. Thế thì muốn dùng số 3 cũng được. Còn nếu không thì chúng ta dùng con số 5. Số 5 thì nó tượng trưng cho năm hành của trời đất kim mộc thủy hỏa thổ, là năm cái yếu tố nó chi hành chi phối toàn thể vũ trụ chúng ta. Thế thì khi ngâm vào đây thì nó hấp thu toàn bộ những cái tinh lực của trời đất đi vào đây. Đây đó là cái cách giải thích như vậy. Rồi cái chúng ta nên ngâm rượu loại rượu nào? Tại vì trên nguyên tắc là rượu nó trên 40 độ, nếu chúng ta ngâm trên 40 độ thì nó sẽ không bị kết tủa. Còn nếu chúng ta ngâm cái rượu mà chỉ mục đích để cho dễ uống thôi đó, mà nó rượu nó thấp quá thì nó sẽ dễ bị kết tủa, sau này lên tủa thì không đẹp. Do đó người ta khuyên rằng ít nhất phải là từ 40 độ trở lên. Nhưng mà càng độ càng cao bao nhiêu thì lại càng làm hại cho chúng ta. Tại vì cái độc tố đó nó sẽ nhiều.
À, cho nên người ta khuyên khoảng chừng 40 độ là vừa rồi. Còn những vị nào muốn cay quá này kia càng ngâm, mà rượu mà càng cao á, càng cao độ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gan, cái dạ dày của chúng ta. Rồi cái thứ cái tiếp nữa là bây giờ chúng ta nên ngâm như thế nào? Thì có người thì ngâm nguyên con rắn này không, cũng có người thì người ta ngâm với lại thuốc. Thì tùy theo cái nhu cầu, thì chúng ta có hai loại rượu thuốc người ta thường ngâm. Loại thứ nhất là muốn ngâm dùng để cho bổ cơ thể của chúng ta, thì chúng ta có thể ngâm thêm sâm, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, câu kỳ tử. Còn nếu chúng ta có mục đích thì ví dụ như là các ông mà muốn để cho nó tăng cường cái cường dương, gọi là dương khí, để chữa đau lưng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ngâm thêm những vị thuốc khác như là đỗ trọng, rồi câu kỳ tử, phúc bồn tử, dâm dương hoắc, thiên niên kiện. Nhưng mà đa số các bình này thì khi mà nếu chúng ta chỉ ngâm không như vậy á, thì nó sẽ có cái mùi tanh. Do đó người ta cho thêm một tí trần bì. Cái trần bì vào thì nó vừa làm thơm được cái vị thuốc này lên, chúng ta uống nó sẽ dễ uống hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới là cái rượu này thì nó sẽ có cái tác dụng gì? Rượu ngâm rắn sẽ có tác dụng gì đối với cơ thể con người ta? Thì người ta thấy có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, khi mà ngâm như thế này thì nó lấy được những cái chất bổ ở trong cái thịt của con rắn ra. Như lần trước chúng ta có nói về những cái thịt của con rắn tác dụng bổ, nó có protein, rồi axit amin, rồi các cái chất sinh tố. Nhưng bên cạnh đó, cái hay nhất của người ta vẫn nghĩ tới đó là cái tác động của cái cột sống của con rắn. Cái con rắn khi mà nó uyển chuyển, nó đi lại được như vậy á, thì nó nhờ cái cột sống. Như chúng ta thấy hình của con rắn hổ mang này chẳng hạn, nó dựng đứng lên là nhờ cái cột sống của nó. Thế thì khi uống như vậy thì nó vừa bồi bổ cơ thể chúng ta, nó vừa mạnh cho cái cột sống lưng của chúng ta. Thế thì người ta mới đặt vấn đề là vậy thì ngâm con rắn có nên ngâm hết không? Có người thì bảo phải bỏ cái phần đầu đi, tại vì sợ phần đầu nó có độc. Có người thì phải bỏ phần đuôi nó đi. Thì cũng có người thì khuyên là làm hết cả con rắn. Lý do lại tại vì cái đầu của nó, sức mạnh của nó ở cái đầu này. Và còn cái sức mạnh của nó ở cái đuôi nữa. Con rắn có bật được hay không là nhờ cái đuôi. Thế thì có nhiều người ta khuyên là phải ngâm hết đầy đủ, như vậy thì nó mới đủ hết tất cả những cái cường lực, cái dược lực của con rắn. Thì cái đó thì tùy mỗi một người có cái suy nghĩ khác nhau. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta thấy là cái tác dụng của nó, nếu mà nó đầy đủ cả con rắn như vậy thì nó vừa có tác dụng bồi bổ cơ thể, nhưng chủ yếu ở đây vẫn là điều trị cái phong thấp đau nhức. Cho nên nhiều người nói rằng uống rượu rắn này vào thì cường dương thế này kia, thì thực sự ra thì nó không hoàn toàn như vậy. Không có sách vở nào nói là nó cường dương, nhưng tất cả các sách vở đều thống nhất một cái là chữa được cái phong thấp đau nhức. Do đó mà những người mà đau chân, đau nhức mỏi mình mạnh này kia thì nên dùng cái rượu rắn này. Nhưng hóa ra là cái rượu rắn này là chủ yếu là để chữa phong thấp đau nhức, đặc biệt là những người mà hay bị đau lưng, đau cột sống thì dùng cái rượu rắn này tốt. Tuy nhiên cái rắn thì chúng ta ngâm cái loại nào, đây là rắn hổ hay là những loại rắn lục, rắn khác thì có ngâm được hay không ạ? Thường thường là người ta ngâm bộ ba. Bộ ba trong đó nó có một con rắn hổ mang, một con cạp nia hay cạp nong, một con rắn ráo. Đó là ba con rắn khi nó đi vào bộ như vậy. Ba con này đều có độc, nhưng mà độc từng bước. Hổ mang độc nhất. Tới sau đó chúng ta tới cái rắn cặp nong hay rắn cặp nia thì nó cũng có tác dụng độc nhưng mà yếu hơn một chút. Rồi kế tiếp nữa rắn ráo ít độc nhất. Thì ba cái này nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Thì con ít nhất sẽ hút của cái độc của cái con nhiều nhất xuống dưới. Thế nhưng mà đa số là người ta dùng rắn hổ mang, tại vì rắn hổ mang đấy, trong thịt của nó rất nhiều protein. Và sức mạnh của con rắn hổ mang mạnh nhất trong các loài, nó có thể gồng mình lên như thế này, chứng tỏ rằng cái thịt của nó rất là chắc, cái xương sống của nó rất là thẳng. Thế thì thường thường người ta dùng, thì dù muốn dù không, dù ngâm bao nhiêu con, chắc chắn không thể nào tránh khỏi phải có một con rắn hổ mang. Thưa Lương Y, khi mà chúng ta chuẩn bị ngâm á, thì có một cái con rắn còn sống thì chúng ta ngâm sống, hay là chúng ta mổ lấy cái bộ đồ lòng nội tạng của nó ra để cho nó sạch? Có hai cách. Một cách thứ nhất là người ta cứ để nguyên như vậy hết, cho nó vào luôn. Nhưng mà trước đó thì người ta phải tập nước gừng để cho nó bớt cái mùi tanh, cho nó sạch sẽ. Bớt mùi tanh thôi. Rồi còn cái trường hợp thứ hai thì người ta bỏ bớt những cái tất cả những cái độc, chặt đầu đi, bỏ hết những cái nội tạng phía bên trong ra, người ta chỉ giữ lại cái thân.
kể cả cái phần đuôi, người ta cũng chặt bớt cái phần cuối cùng của đuôi đi. Có những trường phái khác á, thì người ta nói rằng nên ngâm rắn này với lại một số những dược liệu khác, trong đó chẳng hạn như có rượu và rượu thuốc. Và cũng có những người chẳng hạn như thế này, người ta ngâm nguyên cả cái mật rắn vào trong này, thì nó tăng cái tác dụng lên gấp đôi. Tại vì người ta nói cái tất cả cái tinh túy của con rắn đó, nó nằm ở trong cái mật. Do đó mà khi mà có được cái mật như vậy mà ngâm được nữa thì cái bình hũ bình rượu này lại là quá quý và quá tốt. Như cái bình rượu này á là của một cái chủ nhà mà Kim Huê liên hệ được. Và cái con rắn này cũng khá là to, và cái túi mà nó đang ngậm ở phía trước miệng đây là cái mật của cái con rắn này luôn. Như vậy là chủ nhà này cũng phải rất là khéo, nhờ người lấy cái túi mật này ra là ngâm nguyên cái con rắn như này. Như vậy là khi mà chúng ta ngâm cả cái túi mật này vô á, thì nó phát huy hết tác dụng của cái con rắn. Có đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì người ta nói rằng con rắn á, thì ngoài những yếu tố bổ nói chi, nhưng mà đối với quan niệm của Đông Y thì người ta nói cái mật rắn mới là cái mà nó chứa cái tinh túy của con rắn. Và các nhà mà bắt rắn là ta cũng đều nói như vậy. Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề nữa là ngâm rắn khô hay là ngâm rắn tươi. Thì một số người nói rằng ngâm rắn tươi á, thì nó tanh. Nhưng mà nó lại bổ hơn là ngâm rắn khô. Và chưa kể là ngâm rắn khô đó, người ta chế biến cái gì đó để cho thành khô rồi thì nó không còn nguyên. Người ta gọi là origin, nguyên chất nữa. Bởi vì người ta phải pha chế gì đó để cho nó khô ra rồi. Thế thì người ta nói tốt nhất thì cứ là con rắn tươi này là tốt nhất. Thưa Lương Y, nãy giờ chúng ta nói cái bình rượu rắn và cái cách chúng ta ngâm rồi. Vậy thì uống cái liều bao nhiêu thì để nó chữa được đau lưng nè, đau khớp nè, phong thấp nè? Nếu những bình rắn độc thì dù rằng cái rượu nó đã có giảm bớt cái độc tố đi rồi, nhưng người ta khuyên rằng một lần không nên quá 25ml, có nghĩa là một cái chung nhỏ nhỏ vậy thôi. Mà một ngày chỉ nên uống 2 lần. Có những người ta chỉ uống buổi sáng mà thôi, buổi tối người ta không dám uống. Là tại sao? Tại vì khi uống vào đó người nó cứ rần không ngủ được. Thì cái đó là tùy từng cơ thể của mỗi người. Nếu tiểu lượng quý vị dùng được thì cứ dùng 2 lần trong một ngày. Còn nếu mà quý vị nào mà cảm thấy khó chịu, uống vào buổi tối mà khó chịu không ngủ được thì chúng ta có thể chỉ cần uống ban ngày mà thôi. Thì các nhà dược học thì người ta nói rằng vì nó có chất độc chứ không phải là không độc. Dù muốn dù không thì chúng ta cũng nên cẩn thận ở khâu đó, bởi vì tôi đã chứng kiến có những người chỉ uống một ly rượu rắn không ngày hôm sau rồi như ghẻ lở hết cả người. Đó, thành thử ra cái độc tố đó chúng ta không thể nào không Trước khi chúng ta uống thì chúng ta cũng phải nhắc một chút xíu để thử xem cái cơ địa của mình nó có thích ứng được hay không. Khi chúng ta ngâm thì bắt đầu thời gian bao lâu thì có thể là uống được? Nó có 2 quan niệm. Một quan niệm á, thì người ta nói như thế này, ngâm đủ 1 tháng là đủ rồi. 1 tháng có thể thấm ra. Nhưng đa số người Việt Nam của mình á, thì có một cái quan niệm vẫn là theo cái truyền thống Đông Phương. 100 ngày là 3 tháng 10 ngày. Khi mà ngâm rượu rắn như vừa rồi tôi nói, người ta bắt vào mùa thu, 9 tháng 10. Ngâm 3 tháng 10 ngày thì đến Tết là vừa. Đây là chứ không phải là không phải là chứ gọi là theo ý nghĩa thì con số không khác đâu. Nhưng mà ý nghĩa của họ căn rất là hay, làm sao cho 3 tháng 10 ngày là đến Tết. Và đến Tết thì khách tới đã có một bình rượu đậm đà. Nhiều người hiện nay đang có cái thói quen là muốn ngâm rượu rắn để uống. Nhưng mà cái tác dụng của rượu rắn thì chắc có lẽ là nhiều người chưa biết. Thì hôm nay Lương Y Hoàng Duy Tân đã khuyến cáo mọi người rồi, đặc biệt là các đấng mày râu. Khi uống rượu rắn thì không phải là chủ trị để mà tăng cường sinh lực, mà nó chủ yếu là để giải quyết vấn đề đau lưng, đau nhức, xương khớp và bị phong thấp. Như vậy thì các anh hãy lưu ý vấn đề này nha. Không nên lạm dụng rượu quá mức. Khi nào chúng ta có bệnh lý về phong thấp thì mới dùng rượu. Và đặc biệt là khi dùng thì phải lưu ý vấn đề là chúng ta ngâm như thế nào cho nó đúng cách, và các vị thuốc kèm theo cái con rắn nữa thì nó mới phát huy tác dụng. Đến đây thì chương trình Chào Xuân Quý Tỵ của Thuốc Nam Đài Phát Thanh Truyền Đồng Nai xin được nói lời chào tạm biệt cùng bà con và quý khán giả. Lương Y Hoàng Duy Tân và Kim Huê xin chúc bà con và quý khán giả một năm mới thật an khang thịnh vượng. Hẹn gặp